nhưng danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dây dỗ các thánh tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dây dỗ chúng con làm những viên lành, vì công nghĩa vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thần có một Đức Chúa Trời là đấng thương phán vô cùng. Con lại tin thần Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chiều đang chiều trên mà chuông tôi cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hồi thanh dây thì con tin vững vàng, vì Chúa là đấng thông minh và chân thần vô cùng đã phán truyền cho hồi thanh. Amen. Lạy Chúa, con trông cây vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau đường lên thiên đàng xem thấy mang Đức Chúa Trời hương phước đời đời. Vì Chúa là đấng phép tăng và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai đường. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng tròn tôn tròn lành vô cùng. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, con xâm mình xuống chương mặt Chúa, con tin thần Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rưng nhân từ hay đói xem sự nghèo ngặt con và nhậm lời con nguyện. Lạy Chúa, xin hay mở miệng lưỡi con ra thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa. Lạy Chúa, chúng con vì dấu thánh giá xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đang biên tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin cùng cô đứng tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thang vào tình yêu quang phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhân, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót,
xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Trong thánh lễ hôm nay, xin ông bà anh chị em hiệp ý xin ơn bình an trong lúc hoạn nạn.
Tạ ơn lòng Chúa thương xót Đức Mẹ và Thánh Giuse. Tạ ơn Chúa Đức Mẹ Thánh cả, cầu bình an cho gia đình. Xin ơn thánh hóa công việc làm, xin cho dịch bệnh mau kết thúc. Tạ ơn Chúa nhân ngày sinh nhật bé được 7 tuổi. Cầu cho linh hồn Maria mới qua đời. Cầu cho các linh hồn Paulo, Vero, Lorenzo, Juan Lasan, Francisco Xavier, Maria, hai linh hồn Giuse nhân dịp dỗ, bốn linh hồn Maria. Cầu cho linh mục Giuse, Vero, Paulo, Geronimo, Maria, linh hồn Vero quý. Cầu cho người thân, ông bà, tổ tiên, nội ngoại đã qua đời và các đẳng linh hồn. Và kính thưa ông bà, anh chị em, trong thánh lễ hôm nay là ngày giỗ thứ 26 của Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, cũng như hôm qua là ngày giỗ 20 năm của Đức Cố Giám Mục Louis Phạm Văn Nẫm. Chúng ta đặc biệt nhớ đến hai đức cha là hai vị chủ chăn của tổng giáo phận chúng ta đã được Chúa gọi ra khỏi thế gian này. Cầu cho các ngài và cũng cầu nguyện với các ngài để xin Chúa nâng đỡ tổng giáo phận chúng ta, và nhất là cho việc trùng tu nhà thờ Đức Bà này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xung phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã giao cho Đức Tổng Giám Mục Phaolô nhiệm vụ chăm sóc gia đình Chúa là tổng giáo phận chúng con. Người đã vất vả lo việc tông đồ, xin cho người được chung hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu với chủ mình là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài đọc một cho chúng ta thấy số phận khác nhau của người công chính và kẻ vô đạo ở đời này theo cái nhìn hạnh phúc thuần túy của con người. Tuy nhiên, tác giả sách Khôn Ngoan giải đáp rằng tiếp theo cuộc sống đời này là cuộc sống vĩnh cửu ở thế giới bên kia. Nơi đó người công chính lãnh nhận phần thưởng vì những đau khổ họ đã chịu. Bài trích sách Khôn Ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa và nỗi thống khổ của sự chết không đụng tới các ngài.
đối với mắt những người không hiểu thì các ngài đã chết, và việc các ngài ra đi bị coi là bất hạnh. Việc các ngài lìa xa chúng ta là rơi vào cảnh diệt vong, nhưng thật ra các ngài đang hưởng bình an. Dẫu theo mắt người đời thì các ngài chịu khốn khổ, nhưng thật ra các ngài vẫn tràn đầy hy vọng được bất tử. Sau khi chịu sự phạt chút ít, các ngài sẽ được hưởng muôn vàng ân phúc, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Đó là lời Chúa. Thánh Vịnh 26 nói lên lòng tin tưởng và cậy trông vào Đức Chúa khi gặp gian nguy. Chúa là ánh sáng, là ơn cứu độ của tôi. Chúa là ánh sáng, là ơn cứu độ của tôi. Chúa là ánh sáng, là ơn cứu độ của tôi còn phải sợ ai? Chúa bảo vệ đời tôi khiếp gì ai nữa? Chúa là ánh sáng, là ơn cứu độ của tôi xin Chúa một điều tôi luôn kiếm tìm, là đường ở trong nhà Chúa mọi ngày suốt đời tôi, để chiêm ngưỡng Chúa khải và ngắm trông thánh điện Ngài. Chúa là ánh sáng, là ơn cứu độ của tôi. Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, xin thương xót và nhận lời con. Lạy Chúa, con tìm thánh nhân Ngài, xin Chúa đừng ân mặn xa con. Tôi tin sẽ đường thấy ơn lành Chúa ban trong miền đất của kẻ sông, hay trong đời Chúa và sống can trường, hay vững lòng và trông cậy Chúa. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô cho chúng ta biết rằng Đức Giêsu đã được Thiên Chúa tôn làm Đức Chúa, làm Đức Kitô, người làm Chúa của kẻ sống, tức những ai tin vào Người, sống theo luật của Người; người làm Chúa của kẻ chết, tức là những kẻ không tin Người hay không sống theo điều Người dạy. Đức Kitô là đấng xét xử toàn thể nhân loại, người tin cũng như người không tin. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không ai trong chúng ta sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống
là sống cho Chúa. Nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, Đức Kitô đã chết và đã sống lại là để thống trị người sống và kẻ chết. Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa án của Thiên Chúa. Bởi có lời chép, Chúa phán: Ta lấy sự sống ta mà thề rằng, mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy ta, và mọi miệng lưỡi sẽ xưng tụng với Thiên Chúa. Như thế, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha, những người Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu, họ cũng ở đấy với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con. Vì Cha yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và con sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha yêu con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa ông bà và anh chị em, vào cái khoảnh khắc này, 5:45, cách đây 26 năm, và cũng ngày này, 1 tháng 7, tức là 1 tháng 7 năm 1995, thì Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình của chúng ta được Chúa gọi khỏi thế trần để về nhà Cha. Sau 85 năm làm người, 58 năm làm linh mục, 40 năm thi hành sứ vụ giám mục, và trong đó có 33 năm làm tổng giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn của chúng ta, Ngài trút hơi thở cuối cùng tại phòng riêng ở tòa Tổng Giám mục. Có cha tổng đại diện của chúng ta bây giờ, một số cha và một số nữ tu mến thánh giá, cũng như những người chăm sóc và sức khỏe cho Ngài. Cha tổng đại diện Ignacio đã mô tả cuộc vượt qua của Ngài. Ngài ra đi một cách thanh thản, như một người tông đồ đi vào giấc ngủ bình an sau một ngày vất vả thi hành mệnh lệnh của vị mục tử tối cao: hãy đi giảng dạy muôn dân. Đi rao giảng tin mừng cho muôn dân cũng là châm ngôn cuộc đời giám mục của Đức Tổng. Kính thưa ông bà anh chị em,
cái con đường bên hông vương cung thánh đường của chúng ta mang tên Nguyễn Văn Bình. Có nhiều người đã đi xem sách trên con đường đó, và vì một thế hệ đã qua rồi, 26 năm, thiết tưởng có nhiều người bạn trẻ chưa có được gặp Đức Tổng Bình. Đang khi đó, thiết tưởng một số người lớn trong chúng ta sống tại Sài Gòn này, trong thập niên 60 cho đến thập niên 90, có khi có người đã được Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô ban bí tích thêm sức cho chúng ta. Do đó, hôm nay ngày kỷ niệm 26 năm Đức Cố Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình được gọi khỏi thế trần, cũng là một cơ hội thuận tiện để chúng ta đọc lại cuộc đời của Ngài dưới ánh sáng của bàn tiệc lời Chúa mà chúng ta vừa nghe hôm nay. Tôi xin khởi đi từ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đối với Cha, đó là: con muốn rằng những người mà Cha đã ban cho con ở với con. Chúng ta vui mừng, chúng ta đầy tin tưởng và hy vọng khi được ở trong lời nguyện của Chúa Giêsu. Và đối với những người thương nhau, người ta luôn mong muốn cho người yêu của mình ở cùng một nơi với mình. Nơi Chúa Giêsu ở là nước trời, là thiên đàng, là vương quốc của tình yêu. Nhưng mà nơi Chúa Giêsu ở cũng là cái xứ sở của khiêm nhường và hiền lành. Đó là cái điều mà Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ học với Người. Và hơn ai hết, Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô, theo lời chứng của một người bạn, bạn học từ thuở tiểu chủng viện cho đến khi làm linh mục ở Đà Lạt, và sau này cũng là người bạn giám mục với Ngài, Đức Cha Giacobbe Màu nói rằng cả cái thời gian ở tiểu chủng viện chưa có thấy Đức Cố Tổng cau có hay là gây gổ với bất kỳ ai bao giờ. Sau này làm linh mục rồi làm giám mục cũng vậy, cho dù có những bất đồng chứng kiến, có dù người cộng tác của mình có những sai sót, nhưng mà ai gần gũi Ngài có thể làm chứng rằng Ngài luôn biểu lộ một sự hiền lành của một người cha. Có người bức xúc mà yêu cầu Ngài sửa sai những cái sai lầm của các linh mục hay là của một người nào đó, thì Ngài luôn muốn dùng tình thương để cảm hóa người khác, muốn lôi kéo người khác về với hội thánh, chứ không bao giờ muốn ra cái hình phạt đối với ai. Đó là điểm thứ nhất mà tôi cảm nhận về Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô, một người mục tử hiền lành và khiêm nhường như thầy của mình, như đấng kêu gọi mình bước vào cái hành trình mục tử. Kính thưa ông bà và anh chị em, cái điểm thứ hai mà tôi cảm nhận về Ngài, đó là một người cha nhân từ và tế nhị. Tế nhị trong cái cách sửa dạy, tế nhị trong cái sự quan tâm đến người khác. Khi còn là chúng sinh và có dịp trực ở trong bệnh viện Thống Nhất, một buổi sáng khi thức dậy, anh em chúng tôi chưa kịp hỏi thăm Ngài là Đức Tổng có khỏe hay không, thì Đức Tổng lại hỏi ngược lại là: thầy ngủ có ngon không? Hay là khi làm linh mục rồi,
Rồi Ngài nghỉ dưỡng ở Đại chúng viện Thánh Du Sa, thì Ngài nói cha nên đọc sách nhiều vô, rồi có cần sách gì ở nước ngoài thì nói tôi, rồi để tôi mua cho. Chứ còn sách vở ở trong nước không, không có đủ để chuẩn bị cho sứ vụ của mình. Khi huấn đức cho anh em linh mục chúng tôi sau một chuyến đi họp ở xa, thì Ngài kể câu chuyện diễn ra ở Lộ Đức. Cứ mỗi lần tôi đến Lộ Đức là tôi chuộc một cây nến, rồi tôi dâng cho Đức Mẹ, nhờ Đức Mẹ cầu nguyện cho giáo phận mình, cầu nguyện cho các cha. Và khi nào có cái chuyện lo âu nhiều ở trong giáo phận thì kỳ đó là Ngài muốn chuộc cây nến nặng ký hơn. Khi máy bay nó rời khỏi cái không gian của Việt Nam á, sao tôi thấy nó nhẹ người. Còn khi máy bay đáp xuống Sài Gòn cái, tự nhiên sao thấy nặng lòng. Những cái chia sẻ nhỏ ngắn ngủi nhưng mà rất là chân thành. Hơn ai hết khi mà ăn cơm ở các nhà dòng, Ngài cũng có một cái cách nói rất là tế nhị. Đến giờ ăn rồi mà bà bề trên còn kêu huấn đức thì Ngài lại nói là thôi để ăn rồi rồi hãy nói chuyện. Ăn rồi có khi không thấy Ngài khen cái gì hết, thì nhà bếp của nhà dòng cũng hơi sốt ruột. Sau đó Ngài mới nói với cha thư ký là cho mượn, nói nhà dòng cho mượn cái menu của hôm nay á, để về nói các gì ở tòa tổng giám mục á, làm những cái món giống như vậy. Kính thưa ông bà và anh chị em, là người tham dự các cái khóa họp của Công đồng Vaticano II, khi về giáo phận, Ngài nhận giáo phận Sài Gòn chúng ta từ năm 1961, và từ năm 1962 là có dịp dự các khóa họp của Công đồng Vaticano II. Ngài cũng có ý muốn canh tân giáo phận, canh tân cái đường hướng mục vụ theo tinh thần của Công đồng. Chúng ta cũng biết là năm 1960 chúng ta mới có hàng giáo phẩm Việt Nam, và năm 61 là Ngài đã nhận giáo phận của chúng ta. Chính cái ý hướng canh tân và đối thoại, đó là cái đường hướng chính yếu của Công đồng Vaticano II mà Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Hòa Bình đã áp dụng trong cuộc đời của mình. Đối thoại với con cái của mình khi có những vấn đề cần giải quyết, đối thoại với chính quyền trong những chục năm khó khăn và thay đổi hoàn toàn sau năm 1975, đối thoại với các chức sắc của các tôn giáo bạn. Do đó chúng ta hiểu được các đoàn viếng linh cữu của Ngài tại tòa tổng giám mục đều nhớ đến Ngài và nhớ cách riêng đến tên của Ngài khi chọn kinh Hòa Bình để cầu nguyện cho Ngài và cầu nguyện với Ngài. Là một con người đối thoại với Thiên Chúa, cho nên Ngài có khả năng đối thoại với con người. Ngày hôm nay sự đối thoại đó nhiều khi chỉ mang tính hình thức. Sự đối thoại thực sự phải phát xuất từ một con tim nhân từ và phát xuất từ một tâm hồn có khả năng lắng nghe người khác. Có lẽ kinh nghiệm đời thường cũng cho chúng ta thấy cái điều đó. Ngay cả trong các nhóm chia sẻ lời Chúa cũng vậy. Đôi khi chúng ta đợi người khác nói xong rồi, rồi đến phiên mình nói,
Bây giờ mình làm chủ diễn đàn, nhưng mà trước đó chúng ta không hề nghe ý kiến của con cháu. Có khi trong một buổi họp mình đợi cho người khác nói xong, mình chuẩn bị mình phải nói cái gì thôi, chứ mình không thật sự lắng nghe ý kiến của các thành viên, ý kiến của dân chúa, ý kiến của những người cộng sự của mình. Tôi học được nơi Đức Tổng như một người cha nhân từ và tế nhị, nhưng mà cũng là một người cha muốn lắng nghe con cái của mình. Lắng nghe là thái độ bên trong của một con người dấn thân xây dựng cái cuộc đối thoại. Đối thoại với người nghèo, với các nền văn hóa và với các tôn giáo. Đó là cách thế loan báo tin mừng ở tại Á Châu này, mà Liên Hội đồng Giáo mục và Á Châu đã xác định như một cách thế và một phương thức để loan báo tin mừng. Đức Cố Tổng Phaolô của chúng ta đã thực hiện cái điều đó. Cho nên như Thánh Phaolô nói, dù sống hay dù chết thì chúng ta đều thuộc về Chúa. Đó là cái điều mà chúng ta tin và cử hành hôm nay để tưởng nhớ đến Ngài, cũng như là nhớ đến cái cách thế hành động mục vụ của Ngài để xây dựng cái giáo hội và rao giảng tin mừng cho mọi người cũng như ở mọi nơi. Và cái điểm cuối cùng mà trong cảm nhận của một người con tôi học nơi Ngài như là một người môn đệ chia sẻ cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô. Có những cái đau khổ do bệnh tật mãn tính mang trong người, có những cái đau khổ ở cấp độ tinh thần khi bị người ta hiểu lầm, khi bị hay có cảm giác cô đơn ở trong sứ vụ. Những người trách nhiệm đôi khi phải lấy những quyết định mà mình không thể chia sẻ với ai khác, hay không thể làm cách nào khác. Và rồi đôi khi cái sự hiểu lầm bởi những người thân của mình, bởi những người quen biết với mình, cái điều đó đưa Ngài vào trong một cái tình trạng sa mạc, cô đơn, như là Chúa Giêsu ở trong vườn Getsemani. Nếu như Chúa Giêsu muốn rằng Thầy ở đâu thì những kẻ cha đã ban cho con cũng ở đó, thì Đức Tổng đã ở trong hành trình thương khó đó, đã ở trong sự cô đơn của Getsemani, đã ở trong đau đớn thể lý như là bị treo trên thập giá do bệnh tật, đã ở trong sự hiểu lầm và đôi khi người ta chỉ trích. Đức Tổng Phaolô đã được chia sẻ cuộc thương khó của Chúa Giêsu một cách cụ thể, và chính vì vậy chúng ta tin rằng Ngài cũng được ở trong vinh quang, vì Ngài đã chia sẻ cuộc vượt qua của Chúa Giêsu. Có một cha kể lại, Đức Tổng nói với cha đó rằng nếu mà phải để lại một di chúc trong một lời cho cha thôi, thì tôi sẽ nói rằng hãy yêu thương đi, rồi muốn làm gì thì làm. Chúng ta cũng biết câu này là tâm tình của Thánh Augustino, nhưng mà câu này đã được sống cho đến cùng ở trong cuộc đời của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô của chúng ta. Ngài đã yêu thương trước, cho dù đối với những người mà người khác không có thích quan hệ, đối với những người mà người khác cho là kẻ thù. Đối với Ngài không có ai là kẻ thù, và yêu thương trước, rồi muốn làm cái gì thì làm. Yêu thương
là được ở trong thánh tâm của Chúa Giêsu, yêu thương cho đến cùng, là giống như một trái tim bị đâm thâu, máu và nước chảy ra hết. Yêu thương thì chắc ai cũng có khả năng đó, nhưng mà yêu thương cho đến cùng, yêu thương kẻ thù và yêu thương như Thầy đã yêu thương chúng ta, thì cái điều đó đòi hỏi người môn đệ phải có cái trái tim của Thầy của mình, đòi hỏi cái người sống cái tình yêu đó phải có cái tình yêu của Thầy ngập tràn, phải có lòng thương xót của Thầy trong trái tim của mình mới có thể sống cái tình thương đó, mới có thể vượt qua cái hành trình thương khó cá nhân của Ngài. Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô là người đã đẹp lòng Thiên Chúa, cho nên được Chúa yêu thương, là người thuộc về Chúa khi còn sống cũng như khi đã qua đời, và là một người đã ở nơi mà Chúa Giêsu đã trải nghiệm trên hành trình thương khó, cũng như là ở nơi vinh quang thiên quốc. Chúng con xin cùng Đức Cha cảm tạ Chúa về hành trình đức tin và hành trình sứ vụ mục tử mà Đức Cha đã đi cho đến cùng, bằng một tình yêu cũng cho đến cùng, bất chấp đau khổ thể lý, sự hiểu lầm hay là sự chỉ trích từ bên ngoài hay từ bên trong, để theo sát chân Thầy Chí Thánh. Chúng con cảm ơn Đức Tổng về di sản hiền lành và khiêm nhường, về tấm lòng của một người cha nhân từ trong ứng xử, cũng như sự khôn ngoan trong cách thế thi hành nhiệm vụ chủ chăn chăm sóc tổng giáo phận mà chúng con là những người hậu bối còn thừa hưởng đến ngày hôm nay. Chúng con tin rằng Đức Cha đã sống cho Chúa và đã chết cho Chúa, đã thuộc về Chúa, thì hôm nay cũng ở trên thiên quốc cùng với Đấng đã kêu gọi Đức Tổng theo Ngài trên hành trình vượt qua hành trình thập giá để đi vào ánh sáng vinh quang, cũng là ánh sáng cứu độ. Xin Đức Tổng cầu nguyện cho giáo dân, cho dân Chúa, cũng như có cho những vị có trách nhiệm trong tổng giáo phận ngày hôm nay, để chúng con đồng lòng hiệp nhất vượt qua những khác biệt mà xây dựng cộng đoàn dân Chúa tại tổng giáo phận Sài Gòn này nên một cộng đoàn yêu thương cho đến cùng, một cộng đoàn hiền lành và nhân từ, hầu làm rõ nét chân dung của Chúa Giêsu Kitô, Đấng giàu lòng thương xót, Đấng đã chết và phục sinh vì chúng con và để cứu độ chúng con. Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mô ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa là đấng rất từ bi nhân hậu, xin thương đến các tôi tớ là Đức Tổng Giám mục Phaolô và Đức Cha Louis, Giám mục giáo phận chúng con. Ước chi lễ tế này là lễ tế xưa người đã dâng cho chúng con được ơn cứu độ, giờ đây đem lại ơn tha thứ cho người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy ta ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ơn cứu độ của thế giới, là sự sống của con người và là sự sống lại của kẻ đã chết. Nhờ người, đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhang. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Thánh Thánh Thánh, Chúa là Thiên Chúa càng đạo uy, trời đất đầy vinh quang Chúa, và lũ Chúa trên cả không trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện độc mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn giang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến
các linh hồn Paulo, Felo, Lorenzo, Joan Lasan, Francisco Xavier, Maria, bốn linh hồn Maria, hai linh hồn Giuse nhân dịp dỗ, linh hồn linh mục Giuse, Phêrô, Phaolô, Geronimo, Maria, Phêrô quý, cho người thân vừa qua đời, ông bà nội ngoại và các đẳng linh hồn Catarina nhân dịp dỗ, và đặc biệt xin Chúa nhớ đến Đức cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình và Đức giám mục phụ tá Louis Phạm Văn Nẫm. Xin ban cho những ai đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa.
Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúa nói, chính tôi là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào tôi sẽ được sống muôn đời, và người ấy sẽ không bị xét xử, nhưng được từ cõi chết bước vào chốn trường sinh. Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đang hiện diện trong bi tinh thân thể. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con luôn khát khao được rước Chúa ngự vào lòng con. Song bây giờ con chẳng thể rước mình thánh Chúa, thì ít nữa xin Chúa hãy ngự vào lòng con cánh thiêng liêng. Ngay khi Chúa đến, con giữ chặt Chúa và toàn thể con người con kết hiệp với Chúa. Xin đừng bao giờ để con phải xa lìa Chúa. Amen. Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất nhân từ, xin cho các đức giám mục của chúng con là Đức Tổng Phaolô và Đức Cha Louis được hưởng nhờ lòng nhân hậu của Chúa. Khi còn sống, các ngài đã rao giảng Đức Kitô là đấng các ngài hằng tin tưởng. Thì nhờ lễ tế này, xin cho các ngài được cùng Đức Kitô muôn đời chia sẻ phần vinh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.